lạc đường luôn. Chạy lạc đường hả chị? Dạ. Tự ôi nay ôi nhà chị. Mùng 8 nhà mẹ em đã nấu đồ chay á. Dạ. Tự em nhà em. Dạ, Bùi Hải Vlog xin chào bà con à. Chị trên kênh của Bùi Hải Vlog xưa đây. Một người khán giả mà chỉ chạy về một cậu hoặc đi lạc đường hả chị? Dạ, em đi Hải Đức. Ôi gì bánh mì quá trời vậy. Cái này có đem vô không hả chị? Dạ đem vô. Không vô luôn hả? Từ ở nhà em làm nem nướng á. Em đem nem nướng với nem nướng chay hả chị? Không, nem nướng mặn. Dạ. Vì mình kính chào quý cô chú anh chị nha. Hiện tại giờ trời lên mỗi cậu được là mừng lắm. Mua rất là nhiều là hoa quả rồi cả tiếng mì nha quý cô chú anh chị. Rồi sao chị vô được tới đây chị hỏi em nhờ mấy anh rapper á. Chị à, mấy ảnh sợt lên mạng giùm cho em. Dạ. Quá tuyệt quá luôn. Về tới mộ cậu là cũng mừng lắm anh ơi. Chắc mình thỉnh cái này xuống được luôn hả? Lâu rồi, nãy giờ lâu dạ. Rồi. Hơn nửa tiếng rồi. Nước là tan hết, đá hết luôn rồi. Chắc là mình thỉnh cái này xuống được đó anh. Dạ, mẹ em nấu. Dạ. Mình thỉnh đồ chai hay là mình để gì luôn? Dạ, thỉnh, thỉnh đồ chai xuống chai mặn mình thỉnh xuống. Dạ. Chị Bích, giờ mình thỉnh cái này xuống trước mình mới dọn cái bàn ra chứ. Em nhờ mấy anh sắp dạ. 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 Thì cầm giùm em cái này. À, thỉnh xuống trước đây rồi thỉnh cái... Nè, nè. Nè. Rồi. Đây. Đây. Giờ mình thỉnh cái này xuống ha, tại vì này là cũng lâu rồi, hơn nửa tiếng rồi. Vào giữa trưa chị gái đến cúng cho chú cái gì mà thấy bánh mì rồi ha. Ở đây đằng kia có cái cây của lộc kìa, anh gắn lên cái cây lộc phụ chị. Kiếm không được đường em phải đi về lại. Nay lên được tới đây là em mừng lắm. Đi đường chắc nắng lắm hả chị ha. Mình đất mà chị lên đây mà trưa nắng mà chị đi có một mình ha. Mà chị lạc đường cả tiếng đồng hồ nữa. Lạc đường luôn. Dạ, từ lúc cậu mất là em mới sanh mới mấy tháng à nên em không có đi được nhưng mà em vẫn theo dõi mấy anh chị mình ở đây. Dạ. Em rất quý mấy anh chị. Dạ bây giờ em cắm hoa giùm cho chị nha. Vậy là con chị nó còn nhỏ. Dạ con em nay chừng 2 tuổi. Dạ. Bữa chị Loan khai trương thì em cũng có qua. Dạ, vậy là bữa khai trương là chị có qua. Dạ. Ở Thủ Đức là qua đó cũng gần nữa anh chị. Dạ, Thủ Đức thì qua shop thứ ba của chị gần. Chứ ở trên đường chỗ Hồ Thị Điểm em cũng chưa có đi tới được. Dạ. Đi nữa nè, bánh nữa anh chị. Chị đem bánh mía nè, bánh mì. Cái nhà em làm. Đồ chay là chị tự làm. Chị làm nè, đem lên cho cậu. Dạ, cái này là đồ chay mẹ em nấu. Dạ, đồ chay mẹ chị nấu. Rồi, có sa kê nữa nè. Còn nem nướng là mít kho đó. Nem nướng là đồ mặn không chị? Dạ, nem nướng là cái này dạ. Gì đó đây? Nuôi đồ đó anh. Dạ, không, cái đó đồ kho đó anh, cần cái này là ổ chay. Đem ra luôn hả chị? Dạ, đem ra hết. Đằng kia rồi. Mình có chén á anh Minh. Có chén rồi, chén nhỏ, cái nhỏ đang đất. Dạ, quá trời rồi, chén nữa. Có mua bông với mua bia thôi. Chỉ mua bông thôi. Với bánh mì hay còn với bánh mía lại. Nem nướng chị dạ. Nhà chị làm lên cho cậu nè, cô chú anh chị ơi. Nem nướng. Nhà em làm dao muối cho anh ta. Dạ. Wow, vậy là nhà chị bán dao. Đây, vậy là cái này là chắc đặc biệt đó nè. Đại lý nem nướng mặn. Nem nướng mặn. Nem nướng mặn. Vậy là nem nướng của chị hôm nay là rất đặc biệt. Tại vì giao cho người ta là biết đặc biệt rồi. Không biết là mình làm dạ, cái nghề nem nướng này là bao nhiêu năm rồi chị? Dạ, nghề của mẹ em mấy chục năm. Chế chế ồ, mấy chục năm rồi. Em là giờ là dạ. Dạ, vậy là bây giờ là chị chắc là cô sẽ truyền nghề lại cho dạ, chị thôi. Hai vợ chồng em làm cho mẹ. Dạ. Ờ, nếu mà nói mà làm mà đi giao mối là làm rất là ngon nha. Dạ, đúng rồi, đúng rồi. Không nói. Ủa chị, không có đem tô heo hả chị? Dạ. Không? Mà em nghĩ với em là anh chị đi. Đâu có đâu, giờ bây giờ qua viên người ta đâu có cho để đây. À, giờ dạ. Khách thương nhiều. Ủa mình còn cái tô bự đó. Thôi được rồi chị, cái này đủ chưa chị? Tượng trưng thôi được rồi. Dạ. Tượng trưng ha. Dạ.
nên nướng à, chị ở nhà. Ờ, chị bây giờ là cắm hoa nha cô chú anh chị, cái ngày của ảnh là em lên được tới đây hả? Em thấy còn 2 cây số, em mừng em rớt nước mắt luôn á. Thầy ơi. Chị đi hai con gò má là sao? Gặp chị bị lạc đường cái tiếng ngon. Mấy anh rapper á. Cái này cũng món cụ trưng rồi. Ừ. Chị cái này là toàn bộ là nhà mình nấu không đúng không chị? Dạ, này là mẹ em nấu đồ chay. Mẹ chị nấu đồ chay. Còn người chị là làm nem nướng. Chị làm nem nướng. Còn cái bánh này là bánh này em mua dọc đường. Ôi. Chị nói mà nghe nó lên đây còn 2 cây số nữa mà chị muốn rớt nước mắt, chị mừng. Mừng đủ hết à? Em mừng mà em khóc không được. Đó. Đó. Lấy. Em thấy chị cứ ngẹn ngẹn nói không thành lời. Bây giờ mình bới ra 3 chén cơm đi ha. Hồi nãy chị đi ngang qua sao chị biết là tụi em ở trong đó? Em theo dõi mấy anh chị nhiều, ngày nào em cũng coi á. Nãy chạy ngang là nghe nói ủa thiện tiên ngồi hay gì. Em chạy vô được tới đây là em mừng lắm. Dạ. Rồi vậy là lần sau chị hết lạc rồi đó. Trời, lần trước em đi lạc mà em hỏi không được, em về nhà mà em buồn mấy ngày luôn á. Vậy là chị đi lạc một lần rồi. Dạ, mà em đi lạc một lần. Chị đi về cách luôn đây hả? 4 ngày rồi. Hồi sáng em có nhắn tin em hỏi anh Duy Minh. Dạ. Là hôm qua không, mới hồi sáng này. À, em chị là cái người mà Duy Minh là anh này nè chị, cái anh mà đòi nói tiếng nhắn trong trong ấy phải không? Dạ, em tự nhiên em có trả lời chị một tin nhắn mà. Em xài wifi lúc đó là em đi rồi đó. Gì hả? Dạ, em thấy không trả lời lại cái thôi em đi đại luôn. Là anh Minh có trả lời chị không? Dạ có, nhưng mà có. Anh Minh trả lời là em không có. Trước là anh có trả lời cho cô rồi, cho chị rồi. Rồi lên đó ha. Em nhờ mấy chị. Còn thiếu đũa, Đây để em cầm. Anh ngọc ngọc. Anh cầm máy. Cô chừng cái máy thôi. Rồi đi lên. Có cái bình bông. Ở bến cát Hao Viên Bình Dương. Cũng mình là chúc cả tiền caramel nha. Muốn dẫn caramel theo nha. Ủa sao chị, cái số của em có để ở trên video không? Chị gọi trực tiếp em chị. Chị thấy ngại quá. Có gì đâu ngại, chị hỏi đường, chị hỏi trực tiếp đó, nó hay hơn. Dạ. Tại chị biết chị sao nhiều khi nhờ em thấy em như là cô chú mà trên kênh mà nếu mà không có biết đường đi á mà muốn đi cứ gọi cái trên kênh nó có số điện thoại. Em cứ gọi là tụi em sẽ chỉ đường đến. Em nói thật sự là chứ nhiều khi chị bình luận ở trong cái kênh á, nhiều khi là tụi em lướt qua không thấy luôn á. Dạ. Em thấy không có đáng đã theo tới bây giờ rồi. Mình là thần tượng cậu, mình thương cậu, mình mới đi tới bây giờ chặng đường này. Dạ. Mà em thấy mấy chị như vậy em bức xúc lắm. Dạ, chị bức xúc mấy nhà. Em nói với gái em á, em kêu nó chở em đi, nói mẹ đợi cho con qua từng đi. Dạ. Chủ nhật rồi con chở đi, mà em ấm ức mấy bữa nay em đã đi lạc một lần rồi. Mà lần đó em đi em cũng giấu mấy đứa nhỏ. Rồi chị ơi, mình qua chơi. Dạ. Chị lên thẳng lên bữa là chị buồn hả chị? Chị bức xúc mấy người mà quay xe. À, để mấy người quay xe ha. Rồi khoan để chị thắp nhang đi. Em cũng quay xe nhưng mà em quay xe Honda của em chứ không có quay xe kia. Cảm ơn em nha. Rồi, để con quay bên đây. Ủa, điện thoại mình tắt hồn rồi kìa. Đặt tắt, dễ gì? Có dù mà. Chị gái bức xúc mà mấy anh quay xe hả? Rồi ha, ở số. Chị là ai quay xe? Ăn để chị úp nha, xong hỏi chị nè. Rồi chị xong rồi đó. Thật sự em cũng không là gì hết, em không phê ai hết. Nhưng mà em thần tượng chú từ lúc em nhỏ lên kìa. Em thấy mấy anh chị quá đáng quá. Hồi mình vô mát đi ha chị. Thật sự vô mát đi. Nhà thì cha chết thì con hưởng là cái chuyện bình thường thôi. Dạ. Nhưng mà em thấy thói đời sao á. Chị ngồi ghế đi, chị ngồi ghế cho khỏe. Em là giờ chị đi lạc quá chừng. Em là em sống, em không có tiếp xúc với ai nhiều á, em sống kín tiếng lắm. Dạ. Nhưng mà từ bữa ra shop chị Loan á, dạ, em gặp được má Tư nè, em gặp Võ Việt Bân. Dạ. Em có chụp hình chị Ni, em về em vui lắm, em còn giữ trong iPad nè. Cái xong rồi cái mấy đứa con em còn ghẹo em, nó nói hả? Rồi ngày hôm nay bả vui lắm, bả gặp được thần tượng, mấy thần tượng của bả luôn. Thế nó không phải tự gì. Mẹ thương ông lắm. Mẹ thấy ông mất là mẹ sốc. Lúc đó em cũng sanh mới mấy tháng còn nhỏ lắm. Yeah. Nhưng mà cậu mất là em khóc. Khóc từ lúc mà cậu mất tới lúc mà đưa đi á, là ngày nào em cũng coi sáng, coi ngày, coi đêm. Yeah. Xong rồi em thấy mấy anh chị đã thương. Em rất quý chị Ni, là khâm phục chị luôn á. Tự chị rất là mạnh dạn này kia. Em thì em không có làm khả năng làm được như chị.
Nhưng mà mấy nay á, em có tương tác với chị Yên Bi á, qua đây em cũng xin cảm ơn chị. Là mấy chị em tương tác là chị Yên Bi đó cũng ủng hộ chị Hồng Loan dữ lắm. Dạ. Nên á, em thật sự anh chị nào mà ủng hộ chị Loan là chị Ni là em rất là quý. Còn ai mà ấy là xin lỗi, hồi đó em có coi cô Sáu nha, coi cô Kim Tho chú Tiểu Linh, nhưng mà bây giờ mấy người đó là tự nhiên em thấy sao sao cái là em tự nhiên em tắt à. Cái chương trình hồi đó sao nó ngon, em xem từ đầu tới cuối nha. Cái khi em thấy cậu đi thi cho Phượng, em cũng mắc cười. Em nói ủa vậy cậu cũng khó xử lắm mà cậu cũng đắn đo lắm. Thật sự. Nhưng mà em thấy so với người ta nói chị Loan bán cá, nhưng mà thật sự là nhân phẩm chị Loan hơn những người nổi tiếng kia. Ở đây họ có thưa kiện em cũng chấp nhận nữa. Nhưng mà em nói đây là em nói tiếng nói thật lòng của em. Em chả sợ ai hết á. Khóc luôn. Thật sự. À, qua đây em cũng cảm ơn chị Ni. Với lại mấy bữa nay em bức xúc bà mì xào đó. Nói anh Luân cái vụ mà ghi âm đó là đã quá xưa cũ rồi. Chị anh em người ta đã hiểu rồi. Em thấy anh Luân đưa đơn kiện bảo là em rất là vui. Ồ, đưa đơn kiện luôn hả chị? Thì em mới coi được cái clip đó là anh Luân đã ấy đơn kiện bả rồi đó. Vậy hả chị? Em rất là thiệt. Em nói mấy người này chơi chạy, em nhắn tin bên đường like đó hả, mấy cái kia hả chửi em quá trời luôn. Chửi em nói hả em xàm nãy kia, em nói kệ cha tao xàm vậy á, nhưng mà tao nói tiếng nói công tâm thôi. Em thật sự em không sợ gì hết. Hôm nay em lên đây em cũng giấu gia đình cũng đấy, nhưng mà em không có ngại gì hết. Mình ủng hộ chính nghĩa đó chị. Dạ em ủng hộ lẽ phải thôi. Dạ. Cho dù ai nói sao, ngày mà chị Loan thắng em mới thiệt em vui lắm. Em chỉ ao ước tới ngày đó thôi. Rồi hả, có đi có em xin lỗi chứ giờ em trả lại gì, em chỉ là một người bình thường thôi. Nhưng mà em nói đó, họ có tiền họ cứ thưa em đi tù em cũng ok nữa. Dạ em nhiêu lời đó thôi. Dạ cảm ơn chị nhiều nha chị. Không, mình cũng đâu có xúc phạm gì đâu, ai đâu mà không, cái này là em nói theo một hôm nay cái bức tiếng xúc nói của một người thần tượng cậu thôi. Dạ. Hôm nay chị đến là... chị bức xúc, chị chia sẻ với cô chú anh chị, và chị đem rất là nhiều những là hoa quả với bánh lên đây để là cúng cho chú và tâm sự và bức xúc và những cái chị muốn nói cho cộng đồng mạng nghe, thì bà con cô bác xem video thì để lại những cái comment bình luận ha với cô chú anh chị. Bây giờ mình xin kết thúc video đây ha.